Hello anh Hoàng. Hello chào em. Anh. Trời ơi, hôm nay mới được mời anh đến nhà. Chúc mừng năm mới. Dạ, xin cảm ơn anh. Đây năm mới vẫn là treo Christmas đấy anh ơi. Đúng rồi, đúng. Ôi nhà cửa. Em mời anh vào ạ. Ok em. Dạ. Wow, nhà đẹp quá. Cảm ơn anh rồi. Nhà cửa lúc nào nó cũng gọi là phiên tiến được thôi chứ cũng không thể nào mà hoàn thiện được hết rồi. Đây, bếp em cũng mới làm lại, cứ ở đến đâu xong mình thấy bất tiện ở đâu thì mình lại làm đến đấy. Là điều chỉnh. Vâng. Đấy, anh xem là có gì anh góp ý cho em với, vì nhà em làm cũng lâu rồi. Anh thấy là nội thất nhà Linh thì đúng là ngôn ngữ theo hướng là hướng hiện đại, dạ. Tối giản. Vâng. Với màu sáng nhiều. Nhưng mà tuy nhiên là có anh nhìn thấy nhận ra những cái chi tiết mà nó em đang có cái sự chuyển tính cách, là chuyển cái ngôn ngữ nó cái ngôn ngữ ấy, hoặc là nó chuyển sang hướng là dân gian đương đại, tức là đan cài những cái chi tiết như thế. Anh thấy là rất là thú vị, những cái điểm đấy nó đang hình thành dần ở trong cái không gian này. Vâng, em cũng là cứ ở xong rồi mình cảm nhận, và tranh thì nó là cái sự sưu tầm ấy, mình cảm thấy nó hợp với cả cái không gian nhà mình thì mình mới mua về được. Đấy, nhưng mà vẫn thấy thiếu đấy là nếu mà cái không gian này nó có thêm màu xanh của cây cối. Mà phải là cái thật đấy anh. Thì nó sẽ chill hơn. Mình phải dùng đồ thật chứ đúng mình không dùng đồ giả. Vâng. Anh em mình ngồi ra chỗ phòng khách này đi. Em muốn trồng cây thì thực ra em cũng nghĩ nhiều lắm đến việc là nếu mà có cây xanh thì nó cũng đẹp, thì nó cũng chill, cũng thơ. Và bản thân là mình cũng thư giãn khi về nhà nhìn thấy cây cối, hay là thỉnh thoảng nhiều khi nói thật là em nghĩ trong đầu là điều em nghĩ là có cây thì mình sẽ ra chăm cây, rồi là tưới cây, xong rồi cắt tỉa các thứ này kia, đấy là mình nghĩ thôi. Đối với cây xanh ở trong nội thất ấy, thì góc nhìn của anh nó là góc nhìn của anh dựng anh nghĩ rằng là cây xanh nó không thuần túy là một cái vật trang trí, mà nó phải trở thành một cái yếu tố mà nó là kiến tạo cái không gian nội thất của em. Dạ. Nếu về mặt logic là ta đi từ cửa vào ngay lập tức là sẽ nhìn thấy cái màn tường này ngay. Vâng. Thì cái màn tường này em thấy là nó liên tục là từ trong bếp kéo ra tận đây. Dạ. Tức là ngôn ngữ như thế và nó có một cái sự hơi mạnh đúng không anh? Tức là nó có một sự đứt gãy về mặt kết nối ở giữa do cái mảng tường này nó mạnh hơn. Vâng. Thì cái mà đúng rồi, em cũng đau đầu cái đấy lắm anh ạ. Đấy thì câu chuyện này thì em ở đây cũng thấy khó chịu nhất là cái đấy đấy. Đấy thì bây giờ ta sẽ có cách để giải quyết những cái chuyện đấy. À, xử lý những cái việc đấy để có thể giúp em thay đổi được. Tại vì em cứ về nhà cái là em không thích ngồi ở dưới này bởi vì cái chỗ này này. Đấy. Nên là em cứ một là em ra đây. Rồi. Hai là em đứng trong bếp luôn. Đấy, em nhìn thấy chưa? Đây là cửa mình vào nhá. Rồi nếu à? Mà theo về mặt logic ấy là ta đi vào. Đi vào là phải chéo luôn ra chỗ đi cho luôn anh là ta nhìn hết là thấy luôn này. Dạ. Đây, cái bàn này của em cũng xoay chéo đi chút ở ra cái vị trí này. Vâng. Cái em thấy cái vệt tường này là một cái vệt tường rất là quan trọng. Vâng. Đây nó sẽ liên tục nó kiểu là mạch chính của mặt nhà. Mạch chính của nhà. Rồi mặt tiền đấy, em đi vào nếu mà chung cư thì là cái chỗ đập mắt đầu tiên nó sẽ là cái đấy. Dạ. Thứ hai là cái đập mắt thứ hai của em là số 1 này. Dạ. Ngay chỗ em đang để cái cây thông này. Dạ. Đấy. Thì nó cũng là một cái điểm mà trang trí của thứ hai của em. Vâng. Và ngay cái chỗ đi giày. Vâng. Là cái điểm, tức là nếu mà nói về mặt mặt ngôn ngữ thì nó là các điểm chạm đầu tiên. Dạ. Chạm đầu tiên là chạm bằng cái eye contact ấy, tức là cái nhìn mắt của em ấy. Vâng. Của người đến nhà. Dạ. Vâng. Vào các cái điểm chạm đấy. Vâng. Khi em nhìn vào cái mảng này này, em sẽ thấy là chúng ta hai ba màu chủ đạo thì nó hiện nay là trắng này. Màu đen của tủ này. Dạ. Và màu nâu gỗ. Dạ. Nó đang kết nối như thế. Thế thì cái câu chuyện này concept bọn anh là với các điểm chạm này thì sẽ có các điểm cây xanh vào đây. Và ở đây nó đang hơi thiếu một chi tiết là cái chỗ này anh đang muốn kéo cái phần cây xanh vào trong phần tủ này của em. Rồi ạ. Kéo ra đến tận đây. Vâng. Và ở trong cái giải pháp cây xanh thì nó sẽ có mấy thứ này. Ở đây cũng sẽ có một cái điểm cây ở đây vị trí này. Dạ. Tất nhiên anh thấy em đang đặt tượng rồi kia rồi thì chắc mình sẽ sắp xếp lại tí. Vâng. Thì cái chỗ này là cây xanh được kết nối với nhau ở các điểm chính này. Dạ. Đấy. Và giúp làm cho câu chuyện là khi mà mình hướng các cái giải pháp nó sẽ như nào. Thì ở cái điểm mà số 1 này này. Dạ. Như em nhìn thấy chỗ này anh đang đề xuất là giống như là một cái khu vườn tự sinh.
Dạ. Đấy, thế là ở đấy là có thể là... Thực ra ngày xưa ấy anh, nguyên bản trong thiết kế là em định làm cái chỗ đấy nó là cái bể cá. Thế thì nó là cả một cái dọc bể cá chạy lên đến tận trần xác. Luôn. Anh hiểu. Và thế nên nó đã có sẵn một cái đường nước ở dưới âm. Thế quá tuyệt vời. Thì cái làng, cái khu vườn tự sinh thì em biết là những cái aquarium mà trong một cái box thì nó cây nó sẽ tự sinh sống như cái thứ. Thì câu chuyện đấy là mình sẽ cấp cái gì? Vấn đề của em trong nhà là không có ánh nắng. Mình sẽ cấp cái nguồn sáng quang hợp để cho có thể nó cây nó sống được. Em cấp một cái box mà để em khi em cấp ẩm và tưới cái hộp kính này thì nó cũng không làm cho cây bị không làm ướt nhà em. Không gây độ ẩm tăng ra ngoài. Thì nó một cái dạng kiểu như là em có một khu đấy, vườn. Thế mà hồi đấy không nghĩ ra cái này để em nghĩ là bể cá đấy, xong khu em vườn thấy nó Amazon làm ở đây. Không trồng được cá. Thì ta có một khu vườn nhỏ nhỏ ở đây, giống như bể cá nhưng mà nó chỉ là cái vườn này. Cái vị trí số 2 nhá. Là một số loài mà nó cũng để sinh trưởng trong nhà. Như kè Nhật, dương xỉ, rồi tứ lan, lan hạt dưa, cao Hawaii, tức là một số cụm mà trồng theo kiểu ngôn ngữ là ngữ tropical là rừng nhiệt đới đấy. Cái vệt này là một cái vệt rất quan trọng này. Hôm trước ấy, ngay đằng sau lưng cái sofa này này của em này. Thì anh nghĩ là sẽ không dùng bức tranh này nữa. Mình sẽ tìm một cái vị trí phù hợp để đặt bức tranh đấy. Nhưng cái chỗ sau lưng này anh muốn là hệ thống giá và cây rủ. Tức là về mặt concept ấy, là đầu tiên là bọn anh muốn ở đây là một cái mảng tường cây. Điểm gì? Chúng ta sẽ là có một cái mảng tường cây lớn ở đây. Sau đó chạy những cái ở trong cái hộp này này, ta sẽ đặt những cái cứ bức tranh rêu để giải cho nó ra làm nền cho những cái đồ của em. Và khi nó giải cái màu để xanh ra, nó kéo màu xanh, đúng rồi. Nó kéo cái màu xanh thành một cái vệt. Nó kéo rồi, vào bên trong. Nhau. Đấy thì sau này em chỗ kia mà em thích em đặt một cái chậu cây hoặc là em đặt một cái bình hoa là nó liên kết luôn ngay lập tức cả một vệt này luôn. Thế thì câu chuyện là nhưng tại sao bọn anh lại chọn là cây rủ và một cái chậu giá treo ở vị trí này? Bởi vì như thế này. Tức là chỗ đằng sau lưng này là em là sofa em dùng, em không thể tưới các thứ được. Thế những cái chậu này thỉnh thoảng em có thể rút ra em chăm sóc ở ngoài ban công, em tưới em để nó phơi nắng một chút xong em lại đưa vào. Đảo cây liên tục. Thì câu chuyện của cây trong nhà ấy thì không thể để nó cây nó mãi mãi được ở trong nhà. Mà ta phải làm sao cho là cái cây đó là thỉnh thoảng được đảo. Nó cũng là một cái nguyên tắc chăm sóc. Đấy. Nhưng mà những cái này anh, thì nếu mà để ở chỗ này thì tưới tắm như đâu nó lại dây nước vào sofa của em. Em phải kéo sofa ra chứ. Em cách ra một quãng. Ở đây hướng tới nó nhá, là nếu cần chúng ta sẽ có thể cấp lại một vài cái nguồn sáng cho hệ thống đèn quang hợp để cho cái cây này nó có thể sinh trưởng được tốt. Thực ra cái lĩnh vực anh nghĩ là Le Corbusier có nói, kiến trúc sư Le Corbusier có nói là cái nhà là cái máy để ở. Nó bây giờ lại rất đúng ở khía cạnh nó là gì, khía cạnh về mặt mechanic đấy, cái khía cạnh về thiết bị máy móc thì thực ra cái hệ thống cơ điện rồi kiến tạo cái môi trường tiểu khí hậu cho một cái nhà nơi mà mình sống ấy nó càng ngày nó càng quan trọng. Thì câu chuyện đây là môi trường nhân tạo thì nhưng mà chúng ta lại phải lắng nghe cái tự nhiên, xem tự nhiên đòi hỏi cái gì và chúng ta đáp ứng được cái gì cho cái đấy. Mình dùng thiên nhiên giống như người bạn. Em cảm ơn anh. Đấy thì tầng 1 thì em có giải pháp rồi. Nên nhà em là duplex thì em còn cái phòng ngủ là em 12 tiếng em ở trong đấy. Nói chung là rất là nhiều thời gian trong đấy. Thì có cái ban công là em cũng bị bí. Nên là chắc là em lại tranh thủ anh đến đây thì em mời anh lên tầng 2. Và chỗ ban công đấy mình xem hộ em một tí. Cảm ơn anh. Cái ban công này nó cũng không to lắm đâu anh ạ. Mày bé thôi, như em hay ngồi làm việc ở đây thì cũng muốn là nhìn trong xanh tươi đấy. Đúng không? Đúng rồi. Thì nhưng mà anh thấy vấn đề của cái chỗ này của em nhá, là cái cục nóng điều hòa nó rất lớn và nó nằm ở ngay vị trí này thì cái nguồn gió nóng ấy là một cái nguồn rất là nguy hiểm đối với cây. Về cơ bản thì nếu mà bình thường thì cái chỗ này nó cũng là gần như ngoài trời. Nó là vẫn là nằm trong phần có mái trong nhà nên cái loài thì vẫn nên là cái loài mà nó cây nó có thể là khả năng chống chịu được. Trúc mây này kết hợp cây rủ dọc cái lan can này. Đấy, và những cái loài như kiểu nhài ta là cây ở trong nhà này, hay là công trình bọn anh quan tâm thêm ngoài cái yếu tố gọi là
sắc là cái yếu tố em nhìn thấy đẹp ấy, nó phải có hướng đó. Là ví dụ nếu hướng này là hướng nam là gió chính nhá, thì phải nên có những cái loài mà có mùi hương như hoa nhài thơm đấy chẳng hạn thế, hoặc linh sam nhà Nhật đấy mà hoa trắng. Nhưng mà tuy nhiên vấn đề lớn nhất nó vẫn là phải là có khi em phải làm một cái hệ thống lam bằng nhôm giả gỗ hoặc là màu gỗ ấy, mà để lái cái hướng gió nóng đẩy ra ngoài. Thay vì nó để nó thổi ngang trực tiếp như này, nó sẽ tạo ra một cái vùng khí hậu nóng ở trong này, nó không tốt cho cây, và che cái hệ thống lọc ở vị trí này lại là được. Ok ạ. Đấy, thì anh nghĩ là như thế. Với cả ví dụ như đối với các cái vị trí nó sẽ nó giống em chụp ảnh ấy, em phải có tiền cảnh hậu cảnh. Thì ở đây nó sẽ là tiền cảnh của em khi mà em ngồi đây chẳng hạn. Thì tiền cảnh thì em sẽ trồng một để vài một vài cái chậu cây nó theo kiểu là lá to, những cái loài mà có thể là chịu được thiếu sáng. Và nếu được thì có thể bổ sung thêm một cái nguồn sáng cho quang hợp. Đấy, cây nó quang hợp được. Còn chịu khó tới cây một chút nữa là sao? Đấy, ví dụ như là cái cây mà ở trong nhà nội thất ấy, thì em trồng mấy cây như kiểu lan tình diệu này, đẹp quá này, đá cẩm thạch này, hoặc là thường xuân này, những cái loài mà anh nghĩ là nó có thể gọi là dễ sống chịu được. Đấy, mà mình cấp thêm nó nguồn. Hay quá luôn. Nếu mà nói về câu chuyện của ban công thì nó cũng đã đầy đủ rồi. Tuy nhiên anh lại cũng vừa nhìn thấy cái chỗ không gian tầng 1 này của em đều rất đẹp. Tuy nhiên là anh nghĩ là nó tức là nó nên có sự nhất quán về mặt ngôn ngữ ấy. Thì ngôn ngữ thiết kế kể cả cây cối nó cũng là có ngôn ngữ của nó đúng rồi. Thì thứ hai nữa là cái cây, mặc dù ở đây vị trí này có ánh sáng nhưng mà thực ra là cái cây nó nên chọn cái loài. Tất nhiên là anh hiểu ý em là em cũng muốn không che mất cái view nhìn ra ngoài kia, nhưng thì như góc nhìn của anh là anh cũng muốn là nên có một cái loài mà nó lá nó to hơn. Nó thế thể nó hiện là cái loại cây thần. Nào nhỉ anh nhỉ? Đấy thì ví dụ như ở đây là cũng đã có chỉ định đây này, những cái loài ví dụ như là kè Nhật này, hoặc là mấy cái cây như kiểu là chầu bà này. Đấy thì anh nghĩ là cái chầu bà vào đây chắc sẽ rất là đẹp. Chầu bà sẽ rất là chill. Và nó để em cho thay luôn. Đấy cái màu nó sẽ xanh. Vâng, nó thêm màu xanh. Đúng rồi, và nó lên là loài lá to. Dạ. Thì nó sẽ dễ sống hơn, tại vì chỗ này nó đã có độ ẩm và nó có ánh sáng ở đây rồi. Dạ. Thế cảm ơn anh, tốt quá. Cảm ơn anh rất là nhiều, đây để nhà em cho em được bao nhiêu là tips về đúng cái phần mà em đang đau đầu mà từ lúc ở đến giờ luôn, chứ không phải là đang hiện tại nữa. Không, thực ra là anh chỉ điểm thêm một tí thôi. Dạ. Để nó hoàn thiện thêm cái mong muốn của em là sống trong resort đúng không? Dạ. Cảm ơn anh. Về cơ bản thì chung cư nó tức là tất cả các vấn đề chung cư mà với cây xanh nó đều giống nhau. Thứ nhất là đầu tiên chúng ta sẽ phải hình dung là cây xanh không phải là giống như đồ nội thất, tức là nó là sinh vật sống. Và thế thì sinh vật sống thì mình phải hiểu cái sinh vật đấy mong muốn cái gì. Ví dụ như là cây xanh thì sẽ cần độ ẩm, cần ánh sáng. Ánh sáng ở đây là ánh sáng có khả năng quang hợp, tại vì ánh sáng đèn điện trong nhà không quang hợp được. Đấy, nó bị thiếu một vài cái giải tần mà nó không giúp cho cây có thể khả năng quang hợp. Thứ hai nữa là độ ẩm, dinh dưỡng và thậm chí là cả gió. Thế thì cái việc mà cây xanh trong nhà như thế thì có nghĩa nó sẽ có những đòi hỏi sau. Một là em phải chọn đúng loài, đúng giống mà có khả năng chịu bóng râm, tức là cây nội thất, bản chất nó là cây nội thất. Cái thứ hai nữa là nên suy nghĩ về việc là có khả năng đào cây được để có thể thay thế hoặc điều chỉnh khi cần. Và cái quan trọng nữa là đối với khi mà chúng ta nghiên cứu đặt cây trong nhà, chúng ta phải xem xét về vị trí của công trình. Vị trí ở đây là bao gồm những yếu tố này. Với chung cư thì là độ cao. Thứ hai là hướng ban công, hướng nhà. Thì mình chỉ cần nhớ vài chi tiết như thế được. Và quan trọng là sau này thì nó cũng xuất phát từ cái việc là em coi cây xanh là sinh vật sống, thì em sẽ chăm sóc cây xanh theo hướng nó là sinh vật sống, chứ không kệ nó ở đấy được. Vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều vì buổi hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ.